Shanks, ông chú thân thuộc nhất với Luffy, người đã khơi dậy niềm đam mê làm hải tặc của Luffy, người từng cứu sống cậu một mạng và là người đã đem đến cho Luffy sức mạnh bá đạo mà hiện tại cậu đang sở hữu. Tuy là thế, nhưng theo hành động gần đây của Shanks, phần nào đã khiến cho người xem cảm thấy rằng ông chú này cư xử có như là một tay chân của chính phủ vậy. Và liệu có thực sự là từ trước tới giờ mọi thứ chỉ là một vở kịch và Shanks thực sự là một kẻ phản diện hay không? Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu Shanks có thực sự là phản diện trong One Piece hay không nhé. Gần đây khi nói về Shanks thì ai cũng sẽ nghĩ ngay đến cảnh hội ngộ anh em gặp mặt giữa Shanks và Cửu Lão Tinh tại Mary Jones. Đó là vì năm ông già này là người đứng đầu của chính phủ, còn Shanks lại là một hoàng đế của tầng thế giới. Hai phe phái này không thể nào có một cuộc hẹn gặp mặt ở một nơi mà không ai nghĩ đến như thế này. Và vì như vậy nên danh tính của Shanks có lẽ là đã bị lung lay nhiều chút khi người ta thấy anh lù lù bước vào thánh địa. Đã vậy còn ngồi một cách rất bình tĩnh với gương mặt không thể nào bình tĩnh hơn và muốn mấy ông này phải nghe mình nói. Và chuyện sẽ chẳng có gì đáng ngờ hơn khi mấy ông này đúng thật là đang chờ Shanks và chịu khó ngồi nghe Shanks nói chuyện. Và từ đây khán giả luôn bị quay bởi quá nhiều câu hỏi mà không có đường nào thoát ra. Chẳng hạn như hải tặc mà Shanks đang muốn nói đến là ai? Shanks có quan hệ gì với mấy ông lớn này? Và chẳng lẽ anh đây là người ủng hộ chính quyền thế giới chăng? Rất có thể Shanks đang ngầm thực hiện một kế hoạch nào đó mà chỉ anh mới biết được. Và để có thể thực hiện kế hoạch đó thì Shanks phải làm thân với những ông lớn của chính phủ để có thể dễ bề hành động. Hoặc cũng có thể là Shanks đã bị chính phủ nắm thóp được một thứ gì đó rất quan trọng để rồi lựa chọn của anh bây giờ là chịu khó làm tay chân cho chính phủ. Nhưng mà chắc không phải là chuyện đó đâu đúng không? Quay ngược về thời điểm khi mà câu chuyện bắt đầu, Shanks đã chặn đầu toàn bộ đoàn hộ tống trái Gomu được cướp lấy trái ác quỷ này từ tay chính phủ và rồi làm mất nó ở làng Fusa. Tất nhiên là phải gọi là mất rồi, chứ ngay từ đầu Shanks đâu có ý định sẽ đưa cho Luffy ăn đâu. Và với việc cướp lấy trái ác quỷ của Shanks đã làm cho dấy lên một nghi vấn. Vì sao lúc đó Shanks lại cướp đồ của chính phủ để rồi bị ăn bởi một thằng nhóc, xong bây giờ họ lại ngồi lại và nói chuyện với nhau như những người bạn lâu năm như thế? Mà chưa kể, nếu nhìn vào những sự kiện gần đây thì việc Shanks để cho Luffy ăn trái ác quỷ mặc dù là chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng có thể thấy là chính phủ thế giới đã lo sợ tới mức nào. Nên là chắc chắn ai nhìn vào cũng đều sẽ có một ý kiến chung rằng vì sao hai phe phái đáng lý ra thù ghét nhau tới vậy lại có thể ngồi xuống và tâm sự với nhau. Chắc có thể là có khúc mắc gì đó trong chuyện này rồi, chứ không thể nào mà hư cấu được như thế. Chưa kể là thời điểm mà họ gặp nhau là khi hội nghị Levelly chuẩn bị diễn ra. Và hơn ai hết, năm ông này biết rõ rằng Levelly quan trọng tới mức nào. Tuy nhiên, Ngũ Lão Tinh đã nói rằng đó là vì Shanks nên họ mới chịu tiếp chuyện trong thời gian bận rộn như thế này. Và câu nói đó càng khiến cho bí ẩn của Shanks càng ngày càng được tò mò hơn rất nhiều. Chúng ta hãy cứ tạm cho Shanks là nhân vật phản diện, nhưng tình cờ thay, những việc mà trước đây Shanks đã từng làm lại không cho thấy một chút phản diện nào từ ông chú cả. Hẳn là các bạn còn nhớ, trước khi Ace gặp Râu Đen và bị tống vào tù thì Shanks đã từng cảnh báo cho Râu Trắng biết về việc Ace đang trong tình thế nguy hiểm tới mức nào. Không chỉ có một, mà đến tận hai lần cảnh báo. Lần thứ nhất là anh gửi thư đi, còn lần thứ hai là Shanks đến tận nơi để cảnh báo Râu Trắng. Mặc dù cả hai đều là hoàng đế và ngang hàng nhau, nhưng Shanks lại hạ mình để đến tận nơi và cầu xin Râu Trắng kêu Ace trở về. Mình không biết vì sao mà Shanks lại quan tâm đến Ace cùng bằng Râu Trắng như thế. Nếu là vì anh biết Râu Đen là một kẻ cực kỳ nguy hiểm và Shanks có thể nhìn thấy trước được tương lai xảy ra nếu như Ace và Râu Đen gặp nhau thì không còn gì để nói. Nhưng mình lại thiên về việc Shanks muốn bảo vệ Ace vì anh là anh trai của Luffy và lo sợ rằng nếu Ace có vấn đề gì thì Luffy sẽ đau buồn lắm. Và chỉ có như thế nên Shanks mới nói chuyện với Râu Trắng tới tận 2 lần. Và không những vậy, ngay sau đó chúng ta cũng được biết rằng anh chính là người đã cản bước Kaido đến tham dự cuộc vui tại Marineford. Và cũng có thể là Shanks không muốn cuộc chiến này xảy ra mất mát quá lớn nếu như Kaido tham gia, nên mới đứng ra chặn đầu hắn như vậy. Và rồi Shanks còn đến để kết thúc trận chiến vô nghĩa, bảo vệ Gobby khỏi nắm đấm nhung nham của Sakazuki, đem chung cất Râu Trắng cùng với Ace một cách cẩn thận, đến mức mà ngay cả Marco, dù không ưa Shanks tí nào cũng phải cảm ơn anh về hành động đó. Và chưa kể là sau đó, Shanks còn ngầm gửi gắm những tâm tư mà anh muốn nói đến cho Luffy, và hy vọng rằng vào một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một người đàn ông vĩ đại như vua hải tặc quá cố. Và điều đó thôi cũng đủ để cho chúng ta thấy được rằng Shanks chẳng thể nào là một con người xấu được đúng không nào. Tuy nhiên thì đến sự kiện Levelly thì có lẽ chúng ta đã phải nghĩ khác đi một chút rồi. Có thể nói rằng Shanks khi xuất hiện tại Mary Joe trước Levelly là một dấu chấm hỏi lớn cho toàn bộ fan One Piece. Và theo dòng thời gian hiện tại, nếu như các bạn quay trở lại chap 907
thì đó chính là thời điểm mà Sang gặp Ngũ Lão Tinh. Và có lẽ là Oda sợ rằng nhiều đó thôi thì chưa đủ gây bất ngờ cho người đọc, thế nên là ông liền tạo ra thêm một bất ngờ mới ngay ở chap tiếp theo. Và đoán xem, chiếc ngai vàng không có ai được đặt mông lên, tọa lạc giữa trung tâm của toàn thế giới, biểu hiện của sự hòa bình của thế giới này, chứng minh rằng thế giới không có một vị vua nào cả, vừa mới được Starry giải thích ở chap 907. Và rồi như thế, đến chap 908, người xem mới té ngửa, thì ra chiếc ghế đó đã có chủ, và chủ của nó mới đúng là kẻ đứng sau, giật dây toàn bộ hành động mà Ngũ Lão Tinh đã thực hiện cả mấy trăm chap chuyện trước đây. Tuy nhiên, theo video này, thì việc đó không đáng để được quan tâm cho lắm. Vì theo như những gì chúng ta biết được về Im-sama, thì chúng ta không thể nói ra được gì hết, vì có biết gì đâu mà nói. Tuy nhiên, Ngũ Lão Tinh sau khi gặp Im-sama, thỉnh cầu duy nhất của họ bảo với Im-sama chính là nói ra một cái tên mà bóng đèn này muốn trừ khử ra khỏi thế giới. Để rồi theo một cách không chắc chắn lắm, ở chap 1041, một mệnh lệnh từ Ngũ Lão Tinh đã được truyền trực tiếp đến các đặc vụ CP0 rằng phải trừ khử Luffy bủ rơm ngay lập tức, mặc cho mục tiêu ban đầu của họ là Nico Robin. Và mặc cho Luffy đang chiến đấu với Kaido, ngay cả tên CP0 cũng nhận thấy được sự vô lý trong nhiệm vụ này. Và đến chap 1043 thì nhiệm vụ đã hoàn thành khi Luffy bị Kaido tiêu diệt, có cái bíp, nhưng vì người thi hành nhiệm vụ đã chết rồi nên mấy ông lớn ở nhà chỉ có biết thở phào nhẹ nhõm thôi, chứ làm gì biết được là nhờ mấy ổng nên Luffy mới thức tỉnh được trá quỷ đâu. Nhưng hãy bỏ qua chuyện đó và quay trở về hiện tại. Các bạn có để ý, sau khi Sang đến Levely và nói chuyện về một hải tặc, thì ngay chắp sau, Ngũ Lão Tinh lại đến gặp Im-sama và hỏi xem họ cần phải trừ khử ai. Và rồi sau đó, mệnh lệnh trừ khử Luffy được ban hành, ngay cả khi điều đó có nghĩa là chính phủ phải hy sinh một trong những đặc vụ giỏi nhất của mình. Và từ đây chúng ta có thể tạo ra một giả thuyết có chút thuyết phục đó nha. Và chuẩn bị cất não đi, vì bạn sẽ không cần đến nó nữa đâu. Theo như những gì mà chúng ta được biết, thì có thể nói rằng Sang là một người gì đó rất quan trọng với Ngũ Lão Tinh. Vì trong lúc bận rộn như thế mà mấy ổng vẫn nán lại để tiếp chuyện được, thì chỉ có là người đóng vai trò quan trọng gì đó thì mới được mấy ông rồng thiên này đối xử đặc biệt đến như thế mà thôi. Và mình xin dự đoán rằng Sang chính là đặc vụ ngầm mà chỉ có Ngũ Lão Tinh mới biết, chuyện thu thập thông tin, nằm vùng các hoàng đế và ngăn chặn những thứ có thể khiến cho cán cân thế giới bị nghiêng ngả. Và đó cũng chính là lý do mà Sang ngăn chặn Kaido đến Marineford để phe hải quân đỡ rối, chứ không có ý nghĩa gì sâu xa hết. Và cũng vì là một nhân vật cộm cán, được Ngũ Lão Tinh tin tưởng, thế nên chắc là những nhân vật có vị trí cao như các đô đốc hải quân cũng biết về vai trò của Sang là gì. Vậy nên mới có chuyện Sakazuki đang hăng máu để tàn sát hải tặc, lại có thể buông bỏ hết tất cả và nghe lời kết thúc trận chiến của Sang. Hay Kizaru vừa mới gặp Ben Beckman là liền dừng tay không làm gì nữa, trong khi nhìn vẻ mặt của ổng là có thể thấy sức ổng còn dồn cho 5-6 trận nữa mới hết. Chưa kể là sau đó Sengoku còn đồng ý cho Sang lo liệu xác của Râu Trắng cùng với Ace, trong khi cả hai người này đều là những hải tặc đặc biệt cần chính phủ phải giải quyết hậu quả về sau. Vậy nên từ đây có thể thấy rằng Sang là một nhân vật gì đó có quyền cao chức trọng đối với chính phủ, và vì thế anh mới có thể đi đến Marineford và kết thúc trận chiến một cách dễ dàng như thế. Và với danh hiệu hoàng đế, Sang đã ẩn mình và luôn tuồn thông tin về cho chính phủ. Và việc anh đến tận Marie Jones để nói về Luffy cũng là vì anh nhận ra sự nguy hiểm mà Luffy có thể mang lại sau này. Và với bản báo cáo của Sang, Ngũ Lão Tinh đã nhận ra họ cần phải làm gì. Để rồi ngay sau đó, Ngũ Lão Tinh đã diện kiến Im-sama và nhận lệnh thủ tiêu Luffy ngay lập tức bằng mọi giá. Vậy nên có thể thấy rằng mọi chuyện ngay từ ban đầu đều là do Sang sắp đặt, và ông chú này thật ra chỉ là tay sai của chính phủ mà thôi. Tuy nhiên giả thuyết này có một điểm không đúng, là vì nếu Sang là tay chân của chính phủ thì việc gì anh phải cướp lấy trái Gomu từ tay Husu để rồi tống giam một trong những đặc vụ CP0 đỉnh cao thời đó vào tù, và đã lọt mất mục tiêu quan trọng của chính phủ trong suốt 800 năm chứ. Và vì cái lý do này mà sự bí ẩn của Sang lại càng khiến cho nhiều người ngày đêm mất ngủ đúng không? Nhưng nói gì đi chăng nữa, thì việc Sang là phản diện chính mà Luffy thực sự phải đối đầu là một điều gì đó mà mình không thể tin được. Bởi vì như các bạn đều biết rằng, Sang xem Luffy như người nhà và sẵn sàng hy sinh cánh tay của mình chỉ để cứu sống cậu bé. Mặc dù có thể là Sang chỉ muốn bảo vệ trái Hitohito no Mi thần thoại, mẫu thần mặt trời Nika mà thôi. Thế nên cơ bản, chỉ để bảo vệ một trác quỷ vừa bị cướp mà mất đi một cánh tay thì có phần hơi lố, nhất là khi Sang không phải là một hải tặc tầm thường. Và nếu nhìn theo một hướng khác thì có thể thấy rằng Sang làm như thế là để tiếp thêm sinh lực cho Luffy, củng cố thêm niềm tin cho cậu và giúp cho ước mơ của cậu ngày càng mãnh liệt hơn. Thậm chí là sau đó, Sang còn đưa cho Luffy chiếc mũ rơm quý giá mà anh đã đội từ khi còn nhỏ, chỉ để thực hiện với cậu một lời hứa rằng khi cả hai trở thành những hải tặc vĩ đại. Và rồi chiếc mũ như một bằng chứng sống theo dõi hành trình của Luffy ngày qua ngày,
Thậm chí là khi ở Marineford, Luffy đã làm rơi mũ, nhưng Sang vẫn nhờ Buggy đưa lại cho cậu. Càng chứng tỏ một điều, Sang vẫn rất nhớ lời hứa năm đó với Luffy, và anh luôn hy vọng rằng họ sẽ được gặp lại nhau. Còn về giả thuyết lúc nãy, thì cứ cho rằng Sang chính là tay chân của chính phủ đi. Nhưng có thể là anh đã đặt mọi hy vọng vào Luffy để cậu có thể giải phóng thế giới khỏi sự cai trị của chính phủ hiện tại. Vì có lẽ, Sang cũng rất ghét sự cai trị lố lăng này của chính phủ. Và để làm được điều đó, thì anh bắt buộc phải đóng hai vai. Dù gì thì chúng ta cũng chưa biết được hải tặc mà Sang nhắc đến tại Mary Jones là ai, nên không thể nói được gì hết. Và với bản thân mình hiện tại, thì mình vẫn nhìn ra Sang là một nhân vật chính diện. Còn các bạn nghĩ Sang là người thế nào? Hãy để lại bình luận phía dưới cho mình biết với nhé.